ghế massage, xe đạp tập. Máy chạy bộ của ABC Sport Phú Quý mang cho mình kiểu dáng hiện đại, thiết kế tối giản và đầy đủ công năng. Cuộc đời tôi á, mấy chục năm rồi, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ có ngày sẽ sắm được chiếc ghế massage xịn mà giá cả lại phải chăng vậy. Cầm cái vô lăng cả ngày á cũng quải lắm, nhưng mà từ hồi có ghế massage này á thì cầm bao nhiêu cũng được hết trơn á, đã dễ sợ luôn á. Bình thường thì mình đứng trực ca đến tối trễ mới về, cho nên là mình không có quá nhiều thời gian tập thể dục. Nhưng mà từ ngày có chiếc máy này á thì mình siêng tập hơn nè, và mình thấy đạp xe rất là êm, cũng bền nữa, cho nên là mình rất là ưng cái bụng luôn. Lúc trước á là mình chỉ lo cắm mặt cắm mũi đi làm thôi, xong rồi tối về mệt quá thì ngủ. Còn bây giờ là dù có bận cỡ nào đi nữa thì cũng phải tranh thủ mỗi ngày chạy bộ từ 5 tới 10 phút. Như vậy thì mới có sức cày tiếp. Có sức khỏe là có phú quý. ABC Sport, công nghệ từ sự thấu hiểu.